Thưa quý vị và các bạn thân mến, giải mã thần thế bí ẩn của Trung Con, tức Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch thành phố Hà Nội. Sau vụ sân sau của đồng chí Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung là Nhật Cường Mobile bị đánh, rất nhiều bạn hỏi đồng chí Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung là con ai. Thật ngạc nhiên khi đảng cử dân bầu các quan chức với tỷ lệ trúng cử lên đến 99,99% mà người dân lại tuyệt nhiên chẳng biết một chút gì về những người do chính mình bầu lên. Tất nhiên là trên các trang của đảng thì thông tin về bất cứ ai cũng rất sơ sài và nhiều lúc là không chính xác. Bởi ngày sinh ngày chết của các đồng chí đảng ta còn phải giấu thì làm sao lại đưa tin cá nhân cho các chủ nhân đất nước xem được. Ở đây chúng tôi sẽ có một vài dòng viết về lý lịch của đồng chí Thiếu tướng Công an Nguyễn Đức Trung để các bạn dần được làm quen với những đầy tớ của mình. Nguyễn Đức Trung tên khai sinh là Lê Đức Nghiệp, là con của chiến sĩ Gạc Ma, cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh, đẻ rơi với một vũ nữ đất Cảng năm 1967. Lê Hồng Anh sau đó nhận Nghiệp làm con nuôi, đổi tên thành Trung. Đẻ ở Hải Dương nhưng đồng chí Trung lớn lên ở Phú Thọ và tốt nghiệp cấp 3 tại trường Trung học Phổ thông Vĩnh Trân, Hạ Hòa, Phú Thọ. Sau đó được vào Đại học Cảnh sát Nhân dân khóa D11 năm 1985 đến năm 1990. Nếu các bạn xem tiểu sử của đồng chí tại các trang báo đảng thì trước đây sẽ thấy ghi đồng chí tốt nghiệp thạc sĩ luật học Đại học Cảnh sát Nhân dân chuyên ngành điều tra hình sự. Tuy nhiên, hiện nay các báo đã sửa lại là cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm. Thực ra có hai vấn đề ở đây. Thứ nhất, không có khóa cử nhân nào học 5 năm cả. Thứ hai, chiến sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đã làm nghiên cứu sinh tiến sĩ mà cử nhân không thể trực tiếp làm nghiên cứu sinh được, chỉ có kỹ sư hay thạc sĩ mới làm được nghiên cứu sinh. Thực ra vụ thông tin sai phải sửa này là vì tiểu sử cũ ghi tốt nghiệp thạc sĩ năm 1990 bị nhiều người phát hiện ra là bịa đặt, do mãi tới năm 1992, Học viện Cảnh sát Nhân dân mới được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ. Làm sao đồng chí tốt nghiệp thạc sĩ năm 1990 được, nhưng mà càng sửa thì càng lộ. Cũng theo tiểu sử của đảng, chiến sĩ sau khi tốt nghiệp trường Đại học Cảnh sát Nhân dân thì được phong trung úy. Thế nhưng tất cả những ai học ở Đại học Cảnh sát Nhân dân đều biết là sau tốt nghiệp mọi người đều được phong thiếu úy khi ra trường. Từ khóa D11 cho đến mãi tới khóa D36, tức là sau 35 năm sau mới có được một sĩ quan tốt nghiệp được phong trung úy khi ra trường là thủ khoa Nguyễn Phương Linh, học viên lớp B4D36. Có thể khẳng định hồ sơ ghi chiến sĩ Trung được phong trung úy sau khi tốt nghiệp là không đúng với sự thật. Báo chí nhà nước cho biết Nguyễn Đức Trung ngay sau khi tốt nghiệp năm 1990 vào làm việc tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Nhưng thực sự là từ năm 1990, Nguyễn Đức Trung không làm gì hết mà là một tên du đãng nổi tiếng. Ai sống ở Hải Phòng thời đó chắc chắn cũng đã từng nghe đến cái tên Nghiệp Chém. Đó chính là đồng chí Trung của chúng ta ngày hôm nay. Sau nhiều năm lêu lỏng, đến năm 1995, đồng chí Nghiệp mới nghe lời bố quay trở về làm chiến sĩ công an rồi mới vào đảng. Những năm sau lêu lỏng này được ghi vào hồ sơ là vừa làm vừa học cử nhân ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Thương mại Hà Nội. Làm gì có ai làm trong ngành công an mà lại làm phòng điều tra tội phạm 5 năm mà không được vào đảng. Việc quan lộ thần tốc của đồng chí Trung thực ra còn thần tốc gấp chục lần hot girl ở Sở Xây dựng Thanh Hóa. Từ một thiếu úy và vừa mới vào đảng, chỉ sau 3 năm đã lên làm phó phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội và sau 2 năm thì lên trưởng phòng, 2 năm tiếp theo lên phó thủ trưởng và năm 2010 trở thành thủ trưởng cả một cơ quan điều tra quyền lực nhất nhì của công an. Đầu năm 2011, Nguyễn Đức Trung tự là Quang Béo, con trai của Nguyễn Đức Nhanh bị chém tại Hà Nội. Sau vụ này, nhanh chóng về hưu và Nguyễn Đức Trung được bổ nhiệm thay thế làm giám đốc công an thành phố Hà Nội vào tháng 9 năm 2012. Mặc dù trước đó Nguyễn Đức Nhanh mất bao nhiêu công để sửa tuổi trong hồ sơ và tuyên bố hàng loạt kế hoạch cải cách công an trên báo,
liệu Vũ Quang Béo và về hưu ngay sau đó có phải là chuyện ngẫu nhiên? Những thông tin sau này thì các bạn cũng đã biết rồi. Năm 2013, Trung được phong hàm thiếu tướng khi mới 46 tuổi, là thiếu tướng trẻ nhất trong ngành công an từ trước đến nay. Năm 2015, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu Trung Con làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với số phiếu ủng hộ 100%. Năm 2016, Trung trở thành Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm 28 tháng 12 năm 2019, Cơ quan Điều tra Bộ Công an Việt Nam thông báo đã ra quyết định tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Thủ đô Hà Nội, cùng một số quan chức Sở Đầu tư Hà Nội theo báo chí trong nước. Vụ việc có liên quan đến Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Hai quan chức bị bắt liên quan trực tiếp đến vụ công ty viễn thông Nhật Cường vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ bắt giữ nói trên diễn ra đúng vào lúc một tòa án tại Việt Nam vừa khép lại một vụ xử án tham nhũng khác, với việc ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Trung ương Đảng bị tuyên án chung thân, thường gọi là vụ công ty Avergo. Tổng giám đốc công ty Nhật Cường, ông Bùi Quang Huy hiện đang bị Interpol truy nã theo yêu cầu của Việt Nam. Vụ án Nhật Cường với quy mô thiệt hại về tài chính do nhà nước là nhỏ hơn nhiều so với vụ Avergo, có ý nghĩa ra sao với xã hội Việt Nam? Nhà báo Võ Văn Tạo nhấn mạnh đến hàng loạt các vấn đề trong vụ án này, từ nguy cơ Trung Quốc thao túng mạng tin học của chính quyền Hà Nội đến việc chính quyền ngang nhiên vi phạm quy định đấu thầu. Một mặt thừa nhận có dấu hiệu đấu đá của một số phe phái xung quanh vụ án Nhật Cường Mobile, nhưng nhà báo Võ Văn Tạo đặc biệt lo ngại là rất có thể chính quyền của Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ chỉ xử lý vụ Nhật Cường từ vai trở xuống, tương tự như vụ Avergo mà tòa sơ thẩm vừa ra phán quyết. Các thủ phạm chính rất có thể vẫn sẽ không phải ra trước vành móng ngựa để đối mặt với công lý. Cho đến nay, nhiều chuyện mờ ám sai trái của Nguyễn Đức Chung đã bị mạng xã hội bạch hóa, từ công ty Arctic độc quyền sản xuất hóa chất RIT Oxy 3C do gia đình của Nguyễn Đức Chung đứng sau làm chủ, sang việc Chung chỉ đạo chi ngân sách thành phố để mua hóa chất này, cho đến những thủ đoạn phá hoại công trình thử nghiệm Bioreactor của các chuyên gia Nhật Bản. Nhưng tại sao tên tướng công an, Chủ tịch Hà Nội vẫn tiếp tục an toàn vui chơi cùng với nước thải, trong khi Tổng tịch ngày đêm kêu gào đòi làm sạch cái chuồng lợn Ba Đình? Trò gian manh và mặt dày lì lợm của Nguyễn Đức Chung. Từ lâu, ngay từ trong nội bộ, ghen ăn tức ở với nhau ở Hà Nội đã có những tin đồn về phi vụ RIT Oxy 3C của Nguyễn Đức Chung. Do đó, vào cuối tháng 5 năm 2019, chính Nguyễn Đức Chung đã chủ động đánh phủ đầu bằng cách tự chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành thanh tra toàn diện việc mua, đánh giá hiệu quả sử dụng đối với chất RIT Oxy 3C trong vòng 45 ngày. Dĩ nhiên, toàn bộ thành viên đoàn liên ngành này là bầy đàn của Nguyễn Đức Chung. Tuy nhiên, sau đó vì mạng xã hội rọi đèn tới tấp vào công ty Arctic do con trai của Nguyễn Đức Chung là Nguyễn Đức Hạnh sáng lập, mọi dự tính để công bố kết quả thanh tra bịp bợm bị để phải hoãn lại. Ngày 13 tháng 8 năm 2019, thời gian thanh tra 45 ngày tính từ ngày 31 tháng 5 đã quá hạn. Đàn em thân tín của Nguyễn Đức Chung là Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, đành phải thú nhận dù đã hết thời gian thanh tra việc sử dụng chế phẩm độc quyền xử lý nước RIT Oxy 3C. Tuy nhiên, đơn vị vẫn cần thêm thời gian và hiện thành phố đã gia hạn thời gian thanh tra việc xử lý sử dụng chế phẩm xử lý nước RIT Oxy 3C. Phản ứng trên cho thấy đến nay Nguyễn Đức Chung vẫn chưa dựng được kịch bản nào để chạy án cho hai sự thật không thể chối cãi. Thứ nhất, RIT Oxy 3C là chế phẩm của một công ty Đức sản xuất và Chủ tịch Nguyễn Đức Chung là người chỉ đạo trích ngân sách thành phố để mua RIT Oxy 3C cho Hà Nội giải quyết vấn nạn ô nhiễm ao hồ từ năm 2016 đến nay. Vấn đề thứ hai, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic thành lập vào ngày 2 tháng 11 năm 2015 có trụ sở chính tại số 12 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, cũng là nơi siêu thị Minh Hoa do vợ của Nguyễn Đức Chung làm chủ.
Giám đốc công ty là Nguyễn Đức Hạnh, con trai của Nguyễn Đức Trung. Arctic là công ty độc quyền cung cấp Brit Oxy 3C của Đức tại Việt Nam. Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Hà Nội tổ chức vào chiều 13 tháng 8 năm 2019, đàn em Nguyễn Đức Trung lại bị mắc quai với vấn đề Brit Oxy 3C khi trích nguyên văn báo lề đảng. Hai lần các phóng viên đặt câu hỏi xuất xứ mua chế phẩm Brit Oxy 3C ở đâu, hình thức mua có đấu thầu hay chỉ định mua. Nhưng ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội không trả lời trực tiếp câu hỏi này. Xuất xứ mua chế phẩm Brit Oxy 3C ở đâu, hình thức mua có đấu thầu hay chỉ định mua là hai câu hỏi đương nhiên có câu trả lời, nhưng Võ Tiến Hùng phải né. Vì câu trả lời rất rõ, Arctic là con của Nguyễn Đức Trung. Sự việc rõ ràng như vậy, tại sao Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương không vào cuộc? Bó tay chấm com với Nguyễn Đức Trung sao? Ngay cả đến Nguyễn Xuân Phúc, đường đường là một thủ tướng nhưng khi đụng đến Nguyễn Đức Trung hình như cũng bó tay chấm com. Điển hình là đầu năm, Nguyễn Đức Trung ban hành quyết định không quay phim chụp ảnh ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân. Thì mấy ngày sau, Nguyễn Xuân Phúc đòi hỏi tiếp dân phải ghi âm ghi hình, hỏi cung cũng phải ghi âm ghi hình. Ông chủ tịch thành phố sau đó không tuân thủ, xem phát biểu của thủ tướng không ra gì. Sau khi Nguyễn Xuân Phúc đi Nhật về, chuyên gia và doanh nghiệp Nhật sang Việt Nam gặp thủ tướng để đề nghị thử nghiệm miễn phí cho Hà Nội bằng công nghệ BioRichter, Nguyễn Xuân Phúc đồng ý và giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hợp tác tiến hành. Xem như đề án thử nghiệm này được chỉ đạo bởi Thủ tướng Chính phủ từ Trung ương xuống đến địa phương là Hà Nội. Thế nhưng, khi cuộc thử nghiệm đi vào giai đoạn cuối với nhiều kết quả, nhiều khích lệ thì Nguyễn Đức Trung cùng với đàn em ra tay phá hoại. Xin xem bài Nguyễn Đức Trung và thủ đoạn tiêu diệt công trình của chuyên gia Nhật để độc quyền giải quyết ô nhiễm sông Hồ Hà Nội bằng hóa chất Brit Oxy 3C do công ty Arctic của con trai độc quyền phân phối. Thủ tướng cũng đành câm miệng với chủ tịch thành phố Hà Nội. Chuyên gia Nhật cũng đành cảm ơn thủ tướng nhảy xuống sông Tô Lịch tắm đã được làm sạch và cuốn gói về nước. Tại sao những sai trái đã rõ ràng hay ít ra cũng đủ có cơ sở để điều tra nhưng lại không? Tại sao một chủ tịch thành phố Hà Nội vẫn bình an qua mặt thủ tướng và của nước, của cả một nước để tiếp tục làm mưa làm gió trong khi chủ lò tổng tịch cũng đang ở Hà Nội, đêm đêm cùng ngửi mùi nước cống sông Tô Lịch lại nhắm mắt làm ngơ? Chỉ có một câu trả lời hợp lý nhất trong lúc này: chủ lò tổng tịch là kẻ chống lưng cho Nguyễn Đức Trung. Sau khi thành công trong âm mưu phá sạch công trình nghiên cứu của các chuyên gia Nhật làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ nano Britter, Nguyễn Đức Trung đã ra lệnh đóng cửa hoạt động của những hoạt động thí điểm này với lý do tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản và công ty GVE đã không tuân thủ yêu cầu của thành phố. Trong quá trình dài và bằng mọi giá, Nguyễn Đức Trung với cương vị là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đánh sập đối thủ cạnh tranh để tiếp tục độc quyền phân phối hóa chất Brit Oxy 3C do công ty Arctic của con trai độc quyền phân phối trong các đề án làm sạch sông ngòi ở Hà Nội. Để rõ hơn về thủ đoạn của Nguyễn Đức Trung, mời các bạn tham khảo những bài viết sau đây đã đăng trên các trang như Dân Làm Báo, RFA, VOA. Nguyễn Đức Trung và thủ đoạn tiêu diệt công trình của chuyên gia Nhật để độc quyền giải quyết ô nhiễm sông Hà Nội bằng hóa chất Brit Oxy 3C do công ty Arctic của con trai phân phối. Câu trả lời là Nguyễn Phú Trọng đã chống lưng cho Nguyễn Đức Trung và tại sao tổng tịch chống lưng cho chất thải Nguyễn Đức Trung. Ngược dòng thời gian, ngày 17 tháng 6 năm 2018, Nguyễn Đức Trung tuyên bố các thế lực thù địch đang chia rẽ tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Với sự bảo hộ của Thiên Triều, Nguyễn Đức Trung đã trở thành tên biệt kích thành hồ, làm tay sai cho giặc, tiếp tay cho Bắc Kinh để cướp nước và làm nước dơ một cách tự tung tự tác, coi trời bằng vung. Vụ linh sinh xảy ra giữa thành phố Hà Nội với tổ chức JEPO Nhật Bản liên quan đến việc giải quyết ô nhiễm ở sông Tô Lịch đang làm cho người ta nhớ đến vụ ông Nguyễn Hữu Trung từng đến xã Đồng Tâm
Mỹ Đức giải quyết vụ 38 con tin bị người dân ở đây bắt giữ liên quan đến trường hợp 36 hectare đất bị cưỡng chế phi lý hồi năm 2017. Cả hai vụ đều nêu bật sự bất tín, hay nói đúng hơn là sự lật lọng của Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Những ý kiến trái chiều giữa thành phố Hà Nội với Depo bắt đầu nổ ra công khai vào ngày 29 tháng 12 năm 2019, khi ông Nguyễn Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã phát biểu trong phiên họp của thành phố rằng kết quả thí điểm của công nghệ nano Veritor Nhật Bản để làm sạch sông Tô Lịch đã thất bại. Liền sau đó, tổ chức Depo Nhật Bản đã ra thông báo đặt vấn đề rằng ông Lê Văn Dục đã dựa vào đâu mà cho rằng thí nghiệm trên sông Tô Lịch thất bại, trong khi kết luận đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt kết quả tốt. Thông báo của Depo đã viết như sau: kết quả phân tích của các cơ quan chuyên môn Việt Nam cho thấy chất lượng nước ở khu thả cá koi trên sông Tô Lịch và Hồ Tây đã có 36 trên 36 chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn 08 môi trường 2015. Mùi hôi thối trên sông Tô Lịch giảm 200 lần, Hồ Tây giảm 30 lần, bùn sông Tô Lịch trong khu xử lý giảm nhiều nhất 76,3 cm, từ 91,3 cm xuống còn 15 cm, bùn Hồ Tây giảm nhiều nhất xuống 0 cm. Ngoài ra, cá koi và cá chép Việt Nam đã thả tại khu vực nước sau khi xử lý tại khu thí điểm đều sống và sinh trưởng tốt sau gần 2 tháng cho đến ngày chuyển sang Hồ Tây. Thay vì trả lời những điều Depo nêu ra trong buổi tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm vào ngày 6 tháng 12 năm 2019, ông Nguyễn Đức Chung nói rằng Depo đã vào thí nghiệm sông Tô Lịch mà không hề xin phép thành phố. Không những thế, ông Chung còn nói với cử tri Hà Nội rằng theo tôi biết thì công nghệ này ở Nhật Bản chưa có một dự án nào để xử lý. Tôi dù không phải là chuyên ngành về lĩnh vực này nhưng dám khẳng định không có một công nghệ nào không thu gom đưa vào nhà máy xử lý mà xử lý được 180.000 mét khối nước xả thải vào sông Tô Lịch. Sáng ngày 7 tháng 12 năm 2019, tổ chức Depo đã phản pháo lại phát biểu của ông Chung và cho rằng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông tin sai sự thật về việc Depo tiến hành thử nghiệm công nghệ nano Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép. Depo đã trưng ra văn thư được ký bởi Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội là Nguyễn Thế Hùng cho phép đoàn chuyên gia Nhật Bản và tổ chức Depo tài trợ thí điểm làm sạch sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng nguồn tài trợ từ phía Nhật Bản. Nhưng đến ngày 10 tháng 12 năm 2019, tổ chức Depo ra thông báo đính chính là tổ chức này không chính thức xin phép thành phố Hà Nội, đúng như ông Trung nói. Nhưng đoàn chuyên gia Nhật Bản mà những thành viên của Depo đã phối hợp cùng với công ty môi trường Nhật Việt GVE xin phép và được thành phố Hà Nội chấp thuận. Nói cách khác, dù không xin phép dưới danh nghĩa tổ chức Depo, nhưng các chuyên gia của Depo đã sang Hà Nội làm thí nghiệm sông Tô Lịch dưới dù của công ty GVE. Đây có thể coi như là một sự đóng góp vào việc giải quyết ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ nano Veritor Nhật Bản. Nên việc Depo có xin phép hay không, không quan trọng bằng sự đóng góp của các chuyên gia Nhật Bản cho việc cứu dòng sông Tô Lịch bị ô nhiễm trầm trọng cả 10 năm qua. Vì thế, việc ông Nguyễn Đức Chung lấy lý cớ tổ chức Depo không xin phép để từ đó kết luận Depo đã thất bại và tùy tiện là một sự lật lọng. Điều này cũng giống như Nguyễn Đức Chung đã từng lật lọng đối với bà con người dân Đồng Tâm, Mỹ Đức khi ông Chung đến năn nỉ bà con thả 38 con tin với lời hứa là sẽ không truy tố về tội hình sự. Nhưng sau khi ra về, ông Chung lại để Sở Công an thành phố Hà Nội ra quyết định truy tố người dân về tội đã bắt giữ 38 cán bộ, binh lính đến cưỡng chế đất tại xã Đồng Tâm, dù người dân đã giam giữ họ một cách tử tế. Câu hỏi được đặt ra là tại sao đoàn chuyên gia của Depo Nhật Bản đến giúp làm sạch sông Tô Lịch dựa trên những đóng góp từ phía Nhật Bản mà ông Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo thành phố Hà Nội lại xua đuổi họ một cách lố bịch, với một số phát ngôn hoàn toàn phi lý như không để cho Depo làm trò cười cho thiên hạ. Phải chăng tất cả chỉ vì quyền và tiền chứ không phải vì bảo vệ quyền lợi cho đất nước hay người dân sống trong khu vực Hà Nội?
Thứ nhất, Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo thành phố Hà Nội nghĩ rằng đoàn chuyên gia của tổ chức JEVO vào giúp giải quyết ô nhiễm ở sông Tô Lịch thì thế nào cũng vận động được nguồn tài chính từ Nhật Bản. Và như vậy, thành phố phải có một số tiền nào đó từ dự án này. Thế nhưng, đoàn chuyên gia JEVO tiến hành thí điểm một cách độc lập không qua sự giám sát của thành phố. Họ cũng công khai các số liệu thí nghiệm trực tiếp cho báo chí mà thông qua thành phố. Điều này không chỉ va chạm tự ái của lãnh đạo thành phố Hà Nội vốn là những ông trời con ở thủ đô và lại không kiếm được một xu nào từ Nhật Bản, ăn không được, bè nhóm Nguyễn Đức Chung phải phá hoại. Dẫn chứng cho sự phá hoại này là vào tháng 7 năm 2019, trong khi nhóm JEVO thí nghiệm thấy mùi hôi thối đã giảm, nước đã trở nên trong trẻo, chỉ chờ nghiệm thu thì công ty thoát nước Hà Nội đột nhiên xả hơn nửa triệu mét khối từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Lượng nước quá lớn này đã giết sạch những sinh vật mà JEVO gây dựng để tái tạo môi trường sạch cho nước sông Tô Lịch, hầu chứng minh cho thành phố Hà Nội và người dân thấy rằng không cần dùng hóa chất để tẩy rửa sông Tô Lịch khiến cho môi trường càng thêm ô nhiễm và gây tác hại lâu dài. Thứ hai, sau khi loại bỏ công nghệ của JEVO, Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo thành phố Hà Nội lại ủy thác cho công ty Water và công ty Nordic Water dùng hóa chất Rich Oxy 3C của công ty Arctic để giải quyết ô nhiễm nước ở sông Tô Lịch. Ngoài ra, thành phố Hà Nội còn dự định bỏ ra hơn 100 tỷ đồng để bơm nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch sau khi dùng hóa chất tẩy rửa. Với dự án này, thành phố Hà Nội sẽ phải chi ra hàng trăm tỷ đồng để trả cho hai công ty nói trên và nhất là chi cho các công đoạn bơm nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch. Khi thấy rõ kế hoạch dùng hai công ty Water và công ty Notic Water làm sạch sông Tô Lịch, người ta mới thấy rõ tại sao Sở Xây dựng thành phố Hà Nội dựng lên một bản báo cáo sai trái về các kết quả thí nghiệm của tổ chức JEVO để cho đó là thất bại. Và ông Trung còn khẳng định không thể để cho họ làm trò cười cho thiên hạ. Sự cháo trở và lật lọng của thành phố Hà Nội đã khiến cho tiến sĩ Tadashi Yamamura, chủ tịch JEVO, đã phải nói rằng chúng tôi không hiểu động cơ mục đích là gì. Căn cứ vào kết luận đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường hay Ủy ban Nhân dân thành phố mà ông Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội có thể vượt thẩm quyền và phát ngôn đánh giá rằng kết quả dự án của chúng tôi thất bại. Qua sự kiện nói trên cho thấy là kế hoạch đốt lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng không mấy tác dụng. Lò của ông Trọng chỉ đốt những thanh củi mục, củi đã mất quyền lực và cũng có thể là có thể đốt trong lúc ông Trọng còn nắm quyền. Đầu năm 2021, sau Đại hội 13, ông Trọng sẽ ra đi và lò sẽ tắt. Trong khi đó, những kẻ như Nguyễn Đức Chung đang và sẽ còn nắm quyền lực trong tay ít nhất là 5 năm nữa. Sợ gì mà không thu tóm lợi ích về cho phe nhóm. Vì thế, vụ linh sinh giữa phe Nguyễn Đức Chung với JEVO cho thấy là những dự án nào dù có lợi cho người dân mà không có lợi cho lãnh đạo được hưởng lợi ích gì thì sẽ bị dẹp ngay. Đó là bản chất của những chế độ độc tài, tham nhũng, độc ác, chuyên quyền, nói có thành không và tham lam vô độ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.